Chào anh khách nha. Thì em đã mod xong cho anh hai cái mạch TG500 này nè. Hai mạch này thì nó sẽ có hồi tiếp. Thì em chỉ cho anh cách về anh đấu nha. Hai sợi dây này là cái đường của công tắc nha. Hai sợi dây này là đường của công tắc nè. Rồi, mạch ở bên đây cũng vậy, nó cũng có hai dây nè. Anh xem á, hai dây này nè, hai dây nhỏ này là đường của công tắc nha. Rồi. Mạch ở trên đây á, thì dây màu đen này là dây âm nè. Nhưng mà đen là dây âm. Dây màu trắng này là dây dương. Tức là đường ra 310V VDC á. Rồi. Mạch ở dưới này á thì dây màu xanh này là dây âm này ha. Rồi cái cọng vây dây sập vàng, xanh sập vàng này là dây dương ha. Thì về anh đấu xanh sập vàng này vào dây trắng. Đấu song song như thế này. Rồi, sợi dây xanh này anh đấu vào cái cọng dây đen này. Đó là sẽ ra hai đầu âm dương nha. Hai đầu âm dương để anh đưa vào trong cái mạch cầu H á. Đó, nó sẽ như vậy. Rồi ở đây thì hai cái đường của ắc quy vào nè. Thì anh đấu hai cọng dây này lại là dương vào, dương nguồn. Rồi hai cọng dây này thì anh cắt ra anh đấu lại thì nó thành là âm nguồn 12V vào á. Rồi vậy là anh sẽ được một cái mạch. Rồi bây giờ để nối hai cái mạch này lại chung một cái công tắc á, thì anh gỡ dây này ra. Anh gỡ dây này ra nè. Đó. Thì hai dây ở nằm ở phía đầu này nè. Với ngay cái chân, ngay cái cục biến áp nè, thì hai dây này anh nối lại. Rồi hai dây này anh nối chung lại như thế này đấy. Rồi hai dây ở trên, ở phía sau cùng này anh nối lại chung nhau. Đấy là đây là cái công tắc nè. Anh kiếm cái công tắc rồi anh hàng hai cái chấu này lại là nó sẽ là cái công tắc nha. Hàng hai cái chấu này lại nè là nó sẽ là công tắc. Rồi anh đấu song song hai mạch lại, hai dây dương nguồn, hai dây âm nguồn. Đầu ra thì em hướng dẫn lại nè. Đầu ra thì dây đen thì anh đấu vào cọng dây xanh, đó là âm nè, âm âm của đầu ra. Và dây xanh sọc vàng này nè với dây trắng này nè là dương của đầu ra, thì nó sẽ ra là khoảng 320 mấy V á, 330 V. Đó là anh đưa thẳng vào mạch cầu H là nó hoạt động. Thì trước khi em gửi cho anh thì em cũng sẽ test cho anh từng mạch. Thì đầu tiên em sẽ test cái mạch này để cho anh xem nó có hoạt động hay không nha. Đấy, này là đường công tắc nha. Rồi bây giờ em sẽ lấy một cái đồng hồ đo. Đây em chọn cái đồng hồ đo ở thang đo DC nè, 600V ha. Rồi em sẽ kẹp vào trong cái đầu ra của nó nè. Đây là dây âm nè, dây âm là dây màu xanh. Rồi dây dương là dây vàng sọc xanh. Rồi anh để ý cái đồng hồ nha. Khi em cặp cái ắc quy vào thì nó sẽ để điện áp lên nha. Rồi em đây em sẽ cặp ắc quy vào nè. Đây em sẽ cho cái âm có đầu âm có ắc quy vào thì em thấy cái đồng hồ nó sẽ báo von này nha. Đó, 322V. Mạch này hoạt động ổn nha, một mạch. Rồi em sẽ gỡ ra, em sẽ test tiếp cái mạch thứ hai. Em bỏ xuống ha, em lấy cái mạch thứ hai lên. Đây là cái mạch thứ hai nè. Thì cũng cũng là dây công tắc nè. Đấu lại dây công tắc. Rồi. Sợi dây đen này là âm đầu ra nè. Trắng này là dương đầu ra. Rồi, kẹp vào đồng hồ rồi nha. Rồi đây em cho dương nguồn vào. Rồi ở đây âm nguồn em sẽ cho vào đây thì anh sẽ xem cái đồng hồ nha. Đây, 325V. Rồi mạch này cũng hoạt động tốt nha. Rồi em sẽ đóng gói hai cái mạch này em gửi cho anh.